Chúng tôi đến trung tâm điều trị bệnh Phong, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh vào những ngày hè nắng gắt. Nơi đây là mái nhà nương náu của hàng trăm bệnh nhân Phong. Họ là những người mà dân gian gọi là mang số phận trời đày khi mắc phải căn bệnh hủi. Căn bệnh ăn mòn da thịt người bệnh dẫn đến hoại tử, rụng dần ngón tay, bàn chân. Phần lớn họ là những người cao tuổi, sức yếu. Nhiều người đã phải nằm liệt giường nhiều năm. Tuy nhiên, họ không đầu hàng số phận mà cùng nhau đùm bọc, đoàn kết và sinh sống như một cộng đồng dân cư với cái tên thường gọi là Làng Phong. Cộng đồng của những bệnh nhân Phong thuộc Bệnh viện Phong trên địa bàn phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh. Nơi sinh sống và điều trị của những bệnh nhân Phong. Đây là những công việc thường ngày của họ. Những thực phẩm được tặng biếu, họ coi như là những sản vật cần được cất giữ cẩn thận. Những thương tích tàn phế do bệnh tật dần ăn mòn cơ thể họ. Lủi thủi, lặng lẽ, cuộc sống của những người bệnh già này tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Có đi được bao giờ đâu mà, chỉ trong nhà ra được đến hè. Cái gối em nó khớp bây giờ nó thoái hoãn. Thì nó đang cũng không đi được. Thế bà ở đây với ai? Mỗi mình em. À mỗi mình. Bây giờ chết vậy. Giờ ăn trưa. Mỗi người một cách để ăn. Người khỏe thì tự ăn, tự rửa bát và tự phục vụ nhu cầu cá nhân. Còn những bệnh nhân bị di chứng nặng thì được các hộ lý giúp cho ăn. Những đôi tay cụt hết ngón, những đôi chân cụt hết bàn. Họ đi lại trong run rẩy, nỗi đau cả về tinh thần và vật chất khi họ hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật, đau đớn. Nhiều người mắt mờ chân chậm, tai không nghe được gì. Những chiếc quạt đặc thù chỉ có bệnh nhân Phong mới có. Cuộc sống tuổi già nơi đây thật nhiều nỗi niềm thương cảm, xót xa. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi chả nghe thấy gì đâu, điếc lắm. Có bà mù ở trong này bà đưa ngay cơm. Chào hai bà. Hai bà ăn cơm. Bà ăn cơm đi, bà cứ ăn đi ạ. Cái chân bà sao này? Chân tôi bị cắt chứ bà. Bà năm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ? Năm nay 86 rồi. 86. Thế bà ăn cơm chưa? Bà ăn cơm rồi. Dạ. Thế bà hôm nay không đi dự lễ à? Mình đang ốm. À đang ốm ạ? Đang nằm nhà trá mà. Dạ bà. Bà ăn uống có được không ạ? Mình ăn nha. Cả ngày chứ mình nặng gạo không hết. Vâng. Bà cố gắng ăn bà cho khỏe bà. Vâng. Chị vào đây lâu chưa? 25 tuổi. Cái tuổi đang phơi phới sức xuân. Nhưng đã hàng chục năm nay, cô gái quê Tuyên Quang này vẫn phải làm bạn với các cụ già ở bệnh viện Phong, Chí Linh. Bệnh tật cũng đã cướp đi đôi bàn tay, bàn chân của chị. Xe lăn cũng làm bạn với chị từ đó. Xa quê, không bạn bè, người thân, gia đình. Dù buồn, nhưng niềm lạc quan vẫn luôn hiện trên khuôn mặt chị. Bữa cơm dành cho những bệnh nhân nặng được gọi là tổ trọng điểm ăn cơm do nhà bếp nấu. Những người phục vụ này phải hàng ngày đi chợ nấu cơm và chia suất ăn cho từng bệnh nhân. Ui trời ơi, còn kéo củi để đun nữa cơ. Kéo củi cho bà cụ đã.
người già, bệnh nặng thì phải mang cơm đến từng phòng, đút cơm cho các cụ ăn. Những bệnh nhân già đây là những người thiệt thòi nhất trong cộng đồng bệnh nhân Phong. Nhiều người từng nương náu ở khu điều trị này đã hàng chục năm trường. Mặc dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khó khăn, nhưng họ vẫn hài lòng bởi những người đồng cảnh ngộ xung quanh, cùng thân nhân, các y bác sĩ và các hộ lý không bỏ rơi hay quên lãng họ. Tại xóm bệnh nhân Phong dành cho những đối tượng Phong khỏe mạnh nhất. Đó là những người đã được chữa trị khỏi bệnh, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ không trở về quê hương mà cùng nhau đoàn tụ sinh sống như một cộng đồng dân cư. Có khoảng 40 gia đình đang sinh sống ở đây. Ông Đoàn Văn Giởi, quê ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, sinh sống ở khu dân cư bệnh Phong này đã hàng chục năm nay. Cuộc sống đơn côi, ông đã gặp và làm bạn với bà Lê Thị Cương, quê ở Thanh Tùng, Thanh Miện. Cả hai đều có gia đình, con cái đã trưởng thành. Người mất vợ, kẻ không chồng, cùng cảnh ngộ, họ đã về làm bạn với nhau. Cùng chung một mái nhà, ông bà đã gắn bó, san sẻ, giúp đỡ nhau và nương tựa vào nhau để sống quãng đời già vui vẻ. Các con, người thân và gia đình cũng thi thoảng lên thăm ông bà. Này nấu cơm luộc rau, thịt luộc, ngon không em? Ngon, ngon lắm bác ạ. Nhờ ơn đức cha mẹ sinh thành, con khôn nên nền người. Công ơn đó ghi nhớ, sẽ nhớ mãi. Không bao giờ con quên ơn mẹ cha. Cả đời con ghi nhớ suốt đời. Cha vẫn thường khuyên nhiều điều, mong con lớn và chăm ngoan luôn vâng lời. Vẫn nhớ cha khuyên, con nhớ lời mẹ khuyên, mong mẹ cha chẳng bao giờ già. Tôi cụt một chân, một chân này cũng tổn thất. Bà thì mất hai chân, bà này mất kém nữa. Thôi thì hai ông bà, thứ nhất là cuộc sống này cũng hơi khó khăn, nên là thôi thì tôi cũng cố gắng người nọ giúp người kia thôi. Tôi khỏe hơn bà tí, mắt tinh thì giúp đỡ bà ấy, bữa hỗ trợ cơm bữa nước, gọi là nương tựa nhau để mà sống thôi. Cộng đồng bệnh nhân Phong được sinh sống trong một khu vực riêng biệt. Có nhà cửa được xây dựng đã lâu, cũ kỹ. Các hộ gia đình được cho mượn đất và họ tự làm nhà cấp 4 để ở. Có hệ thống cung cấp nước sạch đến các khu sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh. Trong khu có một ngôi chùa thờ Phật để những người có tín ngưỡng Phật giáo sinh hoạt tâm linh. Một nhà nguyện để những người theo công giáo tin lành có nơi sinh hoạt. Cộng đồng bệnh nhân tại đây luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau và thực hiện các hoạt động tự quản khá tốt. Theo chính sách nhà nước, mỗi bệnh nhân được ngân sách cấp hỗ trợ số tiền 1.080.000 đồng một người một tháng để chi phí trong cuộc sống. Vì vậy, mỗi bữa cơm của họ chỉ vẹn vẹn 10.000 đồng. Cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng bệnh nhân Phong tại đây đang gặp khó khăn cả về đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, cần được xã hội, cộng đồng động viên giúp đỡ. Vì thế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương và Hội Người cao tuổi tỉnh đã vận động thành lập tại đây một câu lạc bộ để họ có điều kiện tự tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao một bước đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho các bệnh nhân Phong. Cô ở một mình hả? Ủa điếc cô cũng là điếc ạ. À, đây có giờ đấy. Đấy, cứ ở thế này thôi. Và giờ đây, niềm vui và hạnh phúc đã đến với hơn 100 bệnh nhân. Lễ ra mắt câu lạc bộ cộng đồng bệnh nhân Phong đã đón nhận những quan tâm, lời thăm hỏi, động viên khích lệ tinh thần, những nụ cười, những cái nắm tay nồng ấm cùng những món quà gói trọn tình yêu thương của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm. Những món quà mà họ nhận được cũng vô cùng ý nghĩa thiết thực. Trong đó là một hệ thống loa truyền thanh, hệ thống truyền hình với 4 chiếc TV cỡ lớn,
hai đầu kỹ thuật số cùng hệ thống Internet, dàn âm ly loa đài phục vụ tại hội trường lớn, một bộ máy tính, máy in, một bộ bóng bàn, một sân bóng chuyền hơi để phục vụ người cao tuổi. Ngoài ra còn hỗ trợ 1.000 con gà giống để các hộ gia đình chăn nuôi tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Vận động thành lập cái câu lạc bộ với cái mục tiêu là mong là góp phần nâng cao một phần cái đời sống vật chất thông qua cái việc là hỗ trợ cho họ một cái nguồn tiền để họ phát triển chăn nuôi rồi sản xuất trồng trọt một số cây con để mà có thêm cái thu nhập nâng cao cái đời sống, thế rồi là tự sản xuất cái những cái rau sạch rồi những cái rau ăn trái rau ăn quả đấy để mà phục vụ tại chỗ, tự cung tự cấp bảo đảm cho cái việc đỡ phải chi tiền để mua. Thứ hai nữa là cái đời sống tinh thần ở đây, vì là cái cộng đồng đây người ta tự ti, người ta mặc cảm cho nên là cuộc sống nó rất là buồn tẻ. Thì qua cái câu lạc bộ này ấy, là chúng tôi hỗ trợ một số cái trang thiết bị để tạo điều kiện cho họ có cái sinh hoạt đời sống tinh thần nó cao lên. Hướng tới là chúng tôi cũng sẽ tiếp cận cái nguồn vốn để chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai. Cái thứ nhất là cũng cho bệnh nhân chúng tôi là các cái thành viên trong câu lạc bộ là vay vốn để chăn nuôi, rồi là một số để trồng trọt. Và cũng phát triển thêm một số các ngành nghề khác. Chúng tôi ở trong cái ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì sẽ cố gắng thực hiện các cái nội dung quy chế của cái câu lạc bộ để đưa cái câu lạc bộ đi vào hoạt động tốt để đáp ứng cái sự quan tâm của Đảng và các cấp lãnh đạo đã quan tâm đến chúng tôi. Trong những năm qua, cùng với chính sách của nhà nước, sự quan tâm của các tổ chức xã hội, các chức sắc tôn giáo, các nhà hảo tâm cũng đã có nhiều hoạt động chia sẻ, động viên, giúp họ vơi đi phần nào nỗi ưu tư, phiền muộn vì bệnh tật. Việc thành lập và ra mắt câu lạc bộ cộng đồng bệnh nhân Phong cũng là thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thiết thực, nghĩa tình và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương trong việc nâng cao một bước cuộc sống của họ. Có thể nói rằng là trong thời gian vừa qua, mặc dù được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh nhà, sự quan tâm của các ngành các cấp và các nhà hảo tâm, nhưng mà qua thực tế chúng tôi vẫn nhận thức thấy là cộng đồng bệnh nhân Phong đang điều trị tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương là một cộng đồng rất yếu thế, đặc biệt là cái sự tự ti, mặc cảm trong cuộc sống cũng như là cái đời sống về vật chất cũng như tinh thần. Xuất phát từ lý do đó thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi và Ban giám đốc Bệnh viện Phong Chí Linh thành lập một câu lạc bộ theo mô hình của câu lạc bộ liên thế hệ nhưng có tính chất đặc thù, đó chính là câu lạc bộ bệnh nhân Phong tự giúp nhau, với cái mục đích quan tâm để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, đặc biệt là đời sống tinh thần cho một cái cộng đồng dân cư có thể nói rằng còn rất yếu thế ở trong đây. Và thứ hai nữa là qua đó, nhất là qua hoạt động của cái loại hình câu lạc bộ đặc thù này, chúng tôi mong muốn và có một tiếng nói với xã hội, với các nhà hảo tâm, với các ngành các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa để đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cộng đồng đây bớt khó khăn, đặc biệt là cái sự tự ti, mặc cảm, cô lập trong cuộc sống. Thế và qua đây tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân cũng tiếp tục có một sự quan tâm phù hợp trong cái bối cảnh là kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước ngày càng phát triển để cho các cái bệnh nhân, cái cộng đồng dân cư ở đây để tiếp tục được tái hòa nhập với cộng đồng. Hy vọng cộng đồng bệnh nhân Phong Chí Linh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, từ thiện, các nhà hảo tâm để cuộc sống của những bệnh nhân Phong, những người thiệt thòi, yếu thế nhất trong xã hội được nâng cao hơn.